It's Robin Sharma. Xin chào, tôi là Robin Sharma, tác giả cuốn Nhà lãnh đạo không chức danh và là nhà sáng lập Học viện Titan. Ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ về chủ đề Vì sao người tốt lại thất bại? Tôi tin rằng con người thiên tài tồn tại bên trong mỗi chúng ta. Tôi tin rằng mỗi chúng ta đều có trí tuệ tối thượng đang khát khao được tỏa sáng. Mỗi chúng ta, ai cũng có sứ mệnh cao cả của đời mình. Thực tế, có rất nhiều nhà nghiên cứu, ví dụ như Anders Ericsson, nhà nghiên cứu hàng đầu về tâm lý học, đã chỉ ra rằng mỗi cá nhân đều có cơ hội và nghĩa vụ để phát triển một kỹ năng nào đó lên cấp độ xuất chúng nhất. Tôi đã nói rất nhiều trong các video trước kia rằng thiên tài không phải yếu tố di truyền, mà thiên tài được tạo nên bởi những thói quen hàng ngày của bạn. Nhà tâm lý học người Mỹ James Flynn gọi đó là tỷ lệ tận dụng tiềm năng của một con người. Ông ta nhận thấy rằng các cầu thủ xuất sắc nhất, các vận động viên hay các nghệ sĩ lừng danh nhất, các doanh nhân giỏi nhất không phải là những con người tài năng nhất. Họ đơn giản chỉ khai thác tài năng của mình nhiều hơn những người khác. Điều tôi muốn nói với bạn là bạn có cơ hội để là người xuất sắc nhất trong lĩnh vực của mình. Câu hỏi đặt ra ở đây là, bạn có đang thiết kế cuộc đời mình hay không? Bạn có đang cài đặt tư duy đúng đắn hay tưới tẩm cảm xúc một cách tích cực, thiết lập thói quen hàng ngày để bộc lộ hết mình vì lợi ích của cuộc sống mình và vì thế giới hay không? Do đó, trong video này, tôi muốn cung cấp cho bạn 5 lý do chính vì sao người tốt với tài năng thiên bẩm, những con người đáng nhẽ có thể làm chủ cuộc đời mình và nâng tầm thế giới lại gặp thất bại. Lý do đầu tiên là nỗi sợ của họ lớn mạnh hơn niềm tin. Tôi đã nói rất nhiều câu nói này là sẽ không có ai tin tưởng bạn cho đến khi bạn tin vào chính mình. Nhưng những người này, họ bị hạ gục bởi tiếng nói sợ hãi trong tâm trí. Có nghĩa là khi chúng ta nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời nào đó, một dự án nào đó sẽ giúp ta dẫn đầu. Ví dụ, đó là ý tưởng tạo ra sản phẩm mới giúp bạn lập nên công ty mới. Hay nếu là họa sĩ thì đó có thể là ý tưởng cho bức tranh sắp vẽ. Hay đó là một ý tưởng sẽ giúp thể trạng, sức khỏe của bạn vươn lên một đỉnh cao mới. Nhưng rất nhanh sau khi ra ý tưởng, bản ngã của bạn bắt đầu gào thét bởi vì chúng ta quen sống trong vùng an toàn. Nhưng khi khoảnh khắc ta bước chân ra đại dương mênh mông dẫn đến sự tinh thông thì nỗi sợ xuất hiện. Bởi những điều chưa biết sẽ mở ra trước mắt ta. Đó là cái tự nhiên của con người. Và xét về mặt tâm sinh lý, nó được gọi là hiện tượng cân bằng nội sinh. Nghĩa là con người được thiết lập cho trạng thái cân bằng nhất định. Nó duy trì sự sống của chúng ta. Ví dụ, nó giúp nhịp tim của ta duy trì ở mức nhất định là 72 nhịp một phút và huyết áp cũng được giữ ở mức cân bằng. Điều đó giúp cho chúng ta tồn tại. Nhưng điều xảy ra là khi chúng ta tìm thấy ý tưởng mới, cơ hội mới và chúng ta bắt đầu vượt qua vùng thoải mái để khám phá vùng mới lạ, nơi sự vĩ đại được sinh sôi, thì chúng ta trở nên sợ hãi. Những anh hùng thực thụ, những bậc thầy, những người thành công, không phải họ không có nỗi sợ, mà họ chỉ luyện tập đối diện nỗi sợ, bền bỉ, đứng trên ranh giới giữa vùng thoải mái và vùng mạo hiểm. Đó là cơ hội lớn cho bạn, không phải để lẩn trốn nỗi sợ, mà cảm thấy thoải mái với những điều mới mẻ, để cảm thấy thoải mái khi bạn đang hoảng sợ. Đây là điều mà những người siêu thành công, những bậc thầy hay những doanh nhân lớn đang làm rất tốt. Nói tóm lại, lý do đầu tiên khiến người tốt gặp thất bại là nỗi sợ của họ lớn hơn niềm tin. Vậy cách để củng cố thêm niềm tin là làm những gì khiến bạn sợ hãi, và nó cần quá trình luyện tập. Bạn biết đấy, các vận động viên nổi tiếng luyện tập mỗi buổi sáng, những người thành công thì luyện tập bước vào vùng sợ hãi mỗi ngày. Điều tôi muốn bạn làm là mỗi ngày hãy luyện tập làm những việc khiến bạn sợ toát mồ hôi. Mỗi ngày hãy huấn luyện trí óc của mình săn lùng các cơ hội để bước vào vùng đất mới nơi sự khả thi tồn tại. Và nếu bạn tiếp tục làm như thế, bạn sẽ cài đặt liên kết mới trong não bộ để biến những khó khăn trở nên dễ dàng hơn,
Bởi vì sự thay đổi thường khó khăn lúc ban đầu, lộn xộn ở khúc giữa và tuyệt đẹp khi kết thúc. Bạn cũng biết rằng mọi thứ mà bạn thấy rất dễ dàng bây giờ đều đã từng rất khó. Do đó, hãy thật giỏi trong việc tiếp cận những điều mới lạ. Lý do thứ hai người tốt gặp thất bại là họ đổ lỗi cho ngoại cảnh thay vì coi đó là cơ hội để trưởng thành. Hãy nhớ rằng mỗi một vĩ nhân đều gặp nhiều nghịch cảnh và khổ đau. Nếu bạn tìm hiểu về Nelson Mandela, ông ấy phải chịu đựng nhiều hơn hầu hết mọi người. Hay mẹ Teresa, mẹ đã phải trải qua nhiều nghịch cảnh trong hành trình của mình. Nếu bạn nghiên cứu Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Rosa Parks, Shakespeare và Tolstoy, nếu bạn quan sát bất kỳ nghệ sĩ trứ danh nào như Picasso, Jean-Michel Basquiat và rất nhiều người thành công khác, tất cả họ đều phải chịu đựng rất nhiều khổ đau. Tôi muốn bạn nhìn thấy điều này bằng sự tôn trọng và tình yêu. Đó là phần lớn họ đều trải qua nhiều khổ đau. Điều tôi muốn gửi gắm bạn là khổ đau có thể được chuyển hóa thành sức mạnh khi bạn gieo chủ ý đó trong tâm thức. Bạn sẽ thấy cách mà hầu hết mọi người thường làm chính là lý do vì sao người tốt lại thất bại. Họ sảy chân và vấp ngã rồi cảm thấy tổn thương hay thất vọng bởi những thử thách cuộc sống xảy ra với tất cả mọi người. Tôi muốn chia sẻ chân thành rằng chính tôi cũng đã trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Khi còn đi học, rất ít người tin tưởng tôi. Tôi không được ghi nhận và bị chê là kẻ tầm thường. Thậm chí, hiệu trưởng của trường còn nói tôi không có đủ khả năng để đỗ đại học. Và cả câu chuyện về hành trình tự xuất bản cuốn Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari. Tôi đã dự hội thảo sách Hoa Kỳ được tổ chức ở Chicago và đeo tấm biển có hình bìa sách để bắt tay với từng đại lý sách đang đi trên thang cuốn. Tôi từng đi đến từng cửa hàng sách để hỏi họ bán sách của tôi có kèm chữ ký, và tôi bị đối xử khiếm nhã, tôi bị cười nhạo. Khi xuất hiện trên truyền hình, tôi cũng bị chế giễu. Sau đó, tôi cũng trải qua nhiều tổn thương cá nhân khác. Tôi từng đứng trên đỉnh vinh quang và tôi đã phải đơn độc đi trên hành trình của mình xuyên qua thung lũng đen tối. Nhưng nhà triết học Rumi đã nói rất hay như này: hãy cho phép trái tim bạn tan vỡ cho đến khi nó rộng mở. Tôi muốn bạn thực sự ngẫm nghĩ sâu sắc về điều này. Tất cả vĩ nhân đều trải qua tổn thương và đau khổ. Nhưng thay vì lựa chọn đổ lỗi, thay vì nói rằng cuộc sống này quá khó khăn, vì sao đạt đến sự vĩ đại chẳng dễ dàng chút nào, thay vì nói vì sao chuyện này lại xảy ra với tôi, thì tất cả những người vĩ đại đều có một điểm chung, đó là họ chuyển hóa nỗi đau thành sức mạnh. Họ biến thảm kịch của mình thành chiến thắng. Tôi không nói rằng đây sẽ là một quá trình dễ dàng, nhưng bạn chỉ đơn giản hãy hỏi chính mình: tôi có đang đổ lỗi cho điều kiện ngoại cảnh, cho việc kém thịnh vượng, hụt năng lượng, thiếu thành thạo, thiếu niềm vui và hạnh phúc của tôi hay không? Bạn sẽ bắt đầu hình dung những điều rất quan trọng, và tôi gọi nó là chịu trách nhiệm hoàn toàn về bản thân. Ngày tôi trưởng thành chính là lúc tôi nhìn vào gương và nói tôi chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Mọi thứ xảy ra với tôi không phải do những người xung quanh, không phải do ngoại cảnh, không phải do quá khứ của tôi, mà là do chính tôi. Hãy bắt đầu hỏi chính mình: làm sao để tôi biến những trở ngại ngáng đường thành những dấu mốc đáng nhớ? Làm sao để tôi biến những thời điểm khó khăn thành những tượng đài của sức mạnh ý chí và đức tính tuyệt vời? Vì vậy, mấu chốt ở đây là những người bình thường bị mắc kẹt là vì họ đổ lỗi cho ngoại cảnh thay vì nhìn nhận mọi thứ xảy ra với họ là cơ hội để trưởng thành. Và bạn có thể thấy 95% đang chơi cuộc chơi của họ theo cách đó, nhưng top 5% thế giới chơi theo cách của một huyền thoại. Mục đích cả cuộc đời là trưởng thành, là để tiến hóa, là để tiếp sức cho nghị lực, là để đưa bản thân chạm đến những đức tính anh hùng. Đó là lòng dũng cảm, là tính đích thực, là lòng khiêm tốn, là sự chân thành, là sự đứng đắn và sự cho đi tới thế giới. Bạn có thể kêu ca với tôi rằng: Robin, tôi chỉ là một người dọn vệ sinh, tôi chỉ là một người làm pizza, tôi chỉ là một mật mã viên, tôi chỉ là sinh viên, tôi chỉ là một doanh nhân khởi nghiệp, tôi chỉ là giáo viên.
nên điều này không thể áp dụng được với tôi. Bạn sinh ra là để thực hiện những sứ mệnh cao cả nào đó vì mục đích anh hùng nào đó. Nên đừng để bản ngã của mình dụ dỗ bạn bằng những câu như tôi chỉ là giáo viên, tôi chỉ là lính cứu hỏa, tôi chỉ là một doanh nhân, tôi chỉ là một quản lý công ty, tôi không phải Nelson Mandela, tôi không phải Edison, tôi không phải Beckham, tôi không phải Federer, tôi không phải Kanye, tôi không phải Jay-Z, tôi không phải Lady Gaga, tôi không phải Jean-Michel Basquiat. Hãy vĩ đại theo cách của riêng bạn và đo lường sự tinh thông không phải bằng những gì xã hội nói bạn nên làm, mà bằng cách bạn sống từng ngày như thế nào, bạn đang vận dụng cuộc sống như thế nào, bằng sự chính trực, bằng chất lượng công việc của bạn, bằng sự tận tâm phục vụ gia đình và thị trường của bạn. Lý do thứ ba khiến người tốt gặp thất bại là họ bị phân tâm và sao nhãng thay vì tập trung cao độ để tạo sự chuyển đổi. Bạn đã từng nghe tôi nói rất nhiều về năng suất làm việc và hiệu suất bội nhân, và hiện tượng thế giới ngày nay hầu hết con người đang mắc phải hội chứng mất tập trung. Hầu hết các nhà lãnh đạo, sáng tạo, sản xuất bị nghiện những thứ phân tâm làm hủy hoại sự tinh thông của họ. Do đó, nếu bạn muốn rời bỏ 95% dân số, thì bạn cần ghi nhớ, để có kết quả mà chỉ 5% dân số có, bạn phải sẵn lòng làm những điều mà 95% dân số không sẵn sàng làm. Hãy quan sát xung quanh, bạn sẽ thấy mọi người hầu hết nghe nhạc trong khi họ đáng ra phải đang làm việc. Họ dùng điện thoại và trở nên bị nghiện việc kiểm tra thông báo tin nhắn đến hay lướt mạng xã hội. Họ dành những khoảng thời gian tốt nhất trong ngày để đeo đuổi vật chất bóng bẩy mà đến cuối đời cũng chỉ là những thứ tầm thường. Trong các sự kiện Titan hay Personal Mastery Academy, tôi đã nói bạn có lợi thế bất khả chiến bại để chuyển đổi từ những điều đa số đang làm khiến họ bị phân tâm, gián đoạn và bị cám dỗ và lãng phí thời gian bận rộn nhưng chẳng tạo nên thành quả gì. Bạn có thể bước vào top 5% chỉ đơn giản bằng việc loại bỏ mọi phân tâm và sống theo cách tạo ra môi trường tập trung cao độ. Về cơ bản, hãy loại bỏ hết mọi phân tâm, gián đoạn và bắt đầu xây dựng nên môi trường tập trung cao độ để giúp bạn tận nhân lực cho vài việc quan trọng nhất. Tóm lại, lý do thứ ba khiến người tốt gặp thất bại là họ bị phân tâm thay vì tập trung theo đuổi một vài điều tối thượng sẽ giúp họ thay đổi thế giới. Nếu bạn nhìn vào Edison, Steve Jobs, Steve Wozniak, thì những người này đều có phòng nghiên cứu riêng. Những người này đều hiểu rằng một trong những bản chất của thiên tài chính là tách biệt khỏi đám đông. Bạn nhất định phải đủ dũng cảm để dành hầu hết thời gian ở một mình để làm những việc khiến cả thế giới kinh ngạc và thay đổi bộ mặt lĩnh vực của bạn. Lý do tiếp theo khiến người tốt gặp thất bại là sự tự tin của họ còn rất thấp. Bạn biết không, càng nghĩ về hai chữ tự tin, tôi càng thấy nó là một nhân tố chuyển đổi. Bởi nếu bạn quan sát Elon Musk, Jeff Bezos, Phil Knight, Warren Buffett, tất cả những bậc thầy này đều có một điểm chung rất dễ nhận thấy, đó là sự tự tin ở cấp độ cực kỳ cao. Điều đó đã khiến họ đưa ra ý tưởng về iPhone, về bóng đèn sợi tóc, về Amazon, về Tesla, về xe ô tô điện hay SpaceX, hay về vaccine cho bệnh bại liệt, hay ý tưởng vẽ nên bức tranh trên trần điện thánh Sistine. Tất cả mọi người đều cười nhạo họ, họ phải đối mặt với bao lời phủ nhận, họ phải đương đầu với bao thách thức. Nhưng nhờ sự tự tin được tôi luyện từng ngày, qua việc đọc sách hay qua những người thầy dẫn dắt họ, hay thông qua việc thiền định, hay vì sứ mệnh cao cả họ quyết tâm thực hiện mà họ kiên trì, bền bỉ bước tiếp. Tôi đã từng đề cập nghiên cứu của Angela Duckworth tại trường đại học Pennsylvania. Cô ấy nhận thấy rằng những người thành công nhất không phải thông minh nhất mà họ có lòng can đảm nhiều nhất, được thể hiện ở tính kiên trì, bền bỉ hay ở hình thức của sự tự tin. Lý do cuối cùng vì sao người tốt lại thất bại là họ không kiên trì với mục tiêu của mình. Martin Luther King Jr. đã từng nói, không ai biết tại sao họ lại sống cho đến khi họ biết họ sẽ chết vì điều gì. Một trong vài điều cực kỳ quan trọng để giúp bạn thành công là hãy kiên trì
theo đuổi mục đích, mục tiêu, kiên trì với hành trình bạn đã chọn lâu hơn những gì người khác nghĩ. Đó có thể là mục tiêu trở thành vận động viên xuất sắc nhất, trở thành quản lý giỏi nhất, trở thành người mẹ hay người cha tuyệt vời nhất, hay là sinh viên xuất sắc nhất. Tôi không biết điều gì sẽ thúc đẩy bạn, nhưng tôi muốn nói với bạn bằng tình yêu và lòng quý trọng rằng động lực đó là thông điệp, động lực đó đại diện cho trực giác của bạn, động lực đó chính là DNA của bạn. Bạn có cơ hội và trách nhiệm để hoàn thành nó. Và nếu bạn không làm thì thế giới sẽ thiếu hụt đi một tia sáng tuyệt vời chỉ vì bạn không đủ can đảm, tự tin và niềm tin để hoàn thành nó. Và đây là cách anh hùng được sinh ra. Tôi hy vọng video này hữu ích với bạn. Nếu bạn nhận ra được giá trị từ những gì tôi vừa chia sẻ thì trong vòng một tiếng tới, hãy chia sẻ video này với 3 người bạn để cùng lan tỏa thông điệp. Và tôi chúc bạn sẽ vươn mình lên trở thành những anh hùng của chính cuộc đời mình để cống hiến cho cuộc đời, cho chính cuộc sống của bạn. Biết ơn và sớm hẹn gặp lại.